sốt và rất có gừng đối với sức khỏe chúng ta. Thì gừng như các bạn đã biết, trong nội gia vị và thực phẩm đã dùng được rất lâu, từ thời cổ đại và đến ngày nay. Một số lưu ý khi sử dụng gừng là các bạn, nếu các bạn bị vấn đề về tim, gan hoặc là nhiệt độ của bạn, cơ thể của bạn đang tăng cao thì các bạn không nên dùng gừng. Và khi dùng gừng thì các bạn tốt nhất là nên biết chắc là mình không bị dị ứng với gừng. Đối với một số người khi thoa gừng lên da hoặc là uống gừng thì nếu các bạn chắc thì các bạn uống số lượng ít, còn thoa lên da thì trước tiên các bạn thoa lên cái cùi chỏ của bạn trước đó các bạn. Bạn lấy gừng, bạn thoa lên cùi chỏ xem thử da mình phản ứng lại với gừng thế nào. Nếu không sao thì bạn có thể thoa ở vùng da khác. Thì hôm nay mình sẽ nói về một số công dụng tốt của gừng đối với sức khỏe chúng ta. Và cách dùng gừng thì các bạn có thể dùng tươi hoặc là để khô uống như trà. Gừng thì nhiều người ta đến nêm nếm trong các món ăn, bỏ thêm các món ăn để cho khử vị mùi rồi đấy các bạn, hoặc là để tươi pha trà uống, hoặc là để khô để dành pha trà đều được. Nhưng tốt nhất thường gừng mình nên dùng tươi. Lợi ích thứ nhất đó là khắc phục những da sần. Các bạn uống trà gừng thì nó sẽ giúp lưu thông máu và ấm làn da của bạn lên. Gừng nó cũng giúp loại bỏ một số các mô mỡ dưới da gây nên sự sần sùi trên da. Do đó khi các bạn thoa gừng lên da thì nó cũng sẽ làm giảm đi một số lượng mỡ để làm da nó mịn lại ở những nơi có vấn đề. Thứ hai đó là gừng giúp trao đổi chất và chống buồn nôn. Đối với những người bị hay say sóng hoặc là phụ nữ đang mang thai, bạn có thể nhai gừng hoặc ngậm một miếng gừng trong miệng để giảm thiểu buồn nôn. Thứ ba đó là khi dùng gừng thì nó sẽ kích thích phát triển móng tay. Móng tay sẽ của bạn sẽ bóng và sáng hơn. Các bạn cũng thể dùng tinh dầu gừng kết hợp với tinh dầu chanh hay là ô liu, trộn đều các dung dịch này lên và đã theo thoa lên móng tay hoặc là da tay để dưỡng da hoặc móng tay đó các bạn. Thứ tư là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể chúng ta. Nó gần nó giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp chống lại các bệnh khác. Nó nhờ dầu có chứa nhiều vitamin A và B, kẽm, canxi và các kháng sinh tự nhiên khác. Bạn có thể dùng bỏ thêm 1-2 lát trà tươi vào chung với nước trà để uống. Còn lại các bạn có thể thay trà gừng với mật ong cũng được. Bỏ mấy lát gừng và bỏ mấy giọt mật ong vào. Thứ năm đó là công dụng giảm đau. Gừng là một chất đề kháng tốt đối với quá trình viêm và đau. Do đó khi các bạn thể dục ở cường độ cao hoặc là đau bụng, viêm khớp thì các bạn có thể dùng gừng, thay gừng mật ong và chanh để uống. Tốt nhất các bạn pha với nước ấm đấy các bạn, không nên pha với nước lạnh quá. Thứ sáu đó là công dụng kích thích não bộ của chúng ta, giúp cho chúng ta tăng khả năng nhận thức và minh mẫn hơn. Thứ bảy đó là chống lão hóa. Trong gừng nó chứa một lượng chất lớn chống oxy hóa, do đó nó giúp quá trình tăng tốc quá trình tái tạo của các tế bào trong cơ thể chúng ta và loại bỏ mất đi chất độc. Tám đó là giảm cân. Trong gừng nó chứa nhiều chất giúp đốt cháy mỡ thừa và tăng tốc độ trao đổi chất và giảm sự thèm ăn. Do đó khi uống gừng thường xuyên vào trước mỗi bữa ăn thì nó sẽ rất có lợi đối với người cần giảm cân. Thứ 9 đó là tăng ham muốn tình dục. Thì trong số kinh thánh, đặc biệt là kinh Kama của Ấn Độ, thì có ghi các thông tin về gừng có thể dự lửa cho các mối quan hệ nam nữ.
giúp tăng cường sự lưu thông máu và kích thích sự ham muốn. Thứ 10 đó là sẽ giúp cho bạn có làn da sáng và rạng rỡ, đẹp hơn. Các bạn có thể dùng gừng, mật ong và nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp đắp lên làn da, giúp cho da của bạn trẻ hóa và sáng hơn. Chống lại bệnh ung thư. Một số thành phần trong gừng được chứng minh là có thể chống lại tất cả tế bào ung thư và cải thiện tình trạng của người bệnh trong quá trình hóa trị liệu. 12 đó là trị mụn. Trị mụn thì các bạn có thể dùng gừng, mật ong và một ít sữa để thoa lên mặt. Các bạn đợi trong 10-15 phút trước khi rửa sạch lại bằng nước. 13 đó là giảm lượng cholesterol trong máu. Theo nhiều nghiên cứu thì tiêu thụ gừng có thể giúp cho cơ thể chúng ta bình thường hóa mức cholesterol trong máu và lượng đường trong cơ thể chúng ta, giúp làm giảm nguy cơ biến chứng. Và thứ 14 đó là kích thích mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc cũng như trị gồng. Cách trị gồng thì các bạn có thể dùng gừng tươi trộn với dầu ô liu, dầu vừng, dầu ô liu, dầu vừng nữa các bạn, trộn hỗn hợp lại và đỡ thoa lên da đầu và đỡ trong tầm 15 đến 25 phút, sau đó gọi sạch lại bằng nước sạch, nước lạnh nữa các bạn. Bạn thường xuyên sử dụng khoảng 2 lần trong một tuần thì sẽ có hiệu quả tốt. Trên đây là một số lợi ích của gừng đối với sức khỏe chúng ta. Bạn có thể tham khảo thêm các công dụng của nó ở các tài liệu khác.